to đẹp nha. Đó. Đó, theo anh em thấy nó hót không? Đó, cái con nhỏ là con trống nha, con to lại con mái. Cái cặp này rất là ngược. Này, con nhỏ này, con này là con trống này. Đó. Đó. Đó, theo anh em thấy nó hót không? Đấy. Cặp này là đó, có con mái nó rò này. Đấy, con này là con trống này. Con này nó hót cho rất hay. Con này đảo rồng rất hay nhá. Trống này đảo rồng đó, thấy cái chân nó đơ đơ không? Cái ngón chân nó đơ đơ không? Đó. Ngón chân nó bị tật nhá, tại do nó bám vô cái thanh kém này này, cái lồng á. Nó bị sứt rồi bây giờ nó mới lành lại đó. Hồi bữa nó sưng cục thì nó lành. Ok, xin chào anh em nhá. Cái này còn đấy, còn cặp đây. Hôm bữa cái anh nào ở dưới Sài Gòn nhỉ, mà gọi cho mình chưa làm clip để gửi cho anh ấy. Hôm nay mình làm lại nhá, để gửi cho anh ấy nha. Cái này anh không biết là tại vì biết hôm đấy mình bận quá, mình không có lưu cái số điện thoại được. Tại vì cái con này mình cũng nói với anh rồi, cái cặp này nó do nó không được đẹp lắm. Là cái chân này này, đấy đó, cái chân của cái con trống này nó hồi trước á, là nó về nó bám vô mấy cái thành cái sắt này này. Bây giờ nó có cái tật ở cái ngón á, đó là cái ngón chân nó đơ đơ này. Đó. Thì nếu mà anh mà đem về thả AV hay là nghe hót thì không có sao hết á. Đấy đó cái chân nó đơ đơ nha, con trống nha. Con trống nó nhỏ hơn con mái rất là đẹp luôn. Mái to đẹp đó, con mái nó bay ác á. Thì mình để rẻ lại cho ấy nuôi nha. Nếu mà nguyên cặp này thì có gì gọi điện cho mình qua số 08 à, rồi số kia đi, số ở số này cũng được, số 0888481456 nha. Còn số kia, số Zalo của mình 0949155668 nha, số Zalo nha. Nếu mà ấy thì ưng thì nhắn tin qua đi, qua Zalo đi để mình báo giá cho. Chứ nhiều khi giờ thực ra con chim nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhiều khi anh em cùng ấy đó. Bây giờ thôi thì mình cứ trao đổi trên Zalo đi, hay là gọi điện thoại trực tiếp đi anh em ạ. Nếu anh em mà có nhu cầu mua thì tiếc gì cái số điện thoại ha, một cú điện thoại ha. Đấy thì với lại có cái chị ở Vũng Tàu nữa, nếu mà chị tại ngày mai mình có công việc ha, ngày mai không có chuyển được, ngày mốt á, chiều ngày mốt là mình có một chuyến gửi về về Bà Rịa nhá. Chị gì ở dưới Bà Rịa nếu mà có nhu cầu thì alo lại cho mình đi. Hồi nãy mình có gọi điện này mà không chị không nghe máy. Đấy, còn con này con mái, mái này hot nhiều lắm mà nó lại nhỏ hơn cái con mái cặp này nhá. Mái này đó, con mái này rất to đẹp thấy không? Đó. Đó, theo anh em thấy nó hot không? Đó, cái con nhỏ là con trống nha, con to lại con mái. Cái cặp này rất là ngược. Này, con nhỏ này, con này là con trống này. Đó. Đó. Đó, theo anh em thấy nó hot không? Đấy. Cặp này là đó, có con mái nó rò này. Đấy, con này là con trống này. Con này nó hot cho rất hay. Con này đảo rồng rất hay nhá. Trống này đảo rồng đó, thấy cái chân nó đơ đơ không? Cái ngón chân nó đơ đơ không? Đó. Con chân nó bị tật nhá, tại do nó bám vô cái thanh kém này này, cái lồng á, nó bị sứt rồi bây giờ nó mới lành lại đó. Hồi bữa nó sưng cục thì nó lành nó bớt rồi. À, anh nha, cặp chống mái nha. Thì anh em mà cứ kết thì alo trực tiếp cho mình đi để mình báo giá trực tiếp cho nha. Dòng này á, thực ra thì nó chim thì nó thuộc họ khiếu, nó cũng đẹp á, nhưng mà tùy theo sở thích của anh em nuôi. Có anh em thì dùng cái thích nuôi cái loại khiếu mun, khiếu bạc mã, khiếu da bò, khiếu nó là nhiều loại khiếu ha. Nhưng mà mình thích cái loại này tại vì nó có cái màu giọng hót rất vang to. Đó. Cái này mình đụng cái bắt đầu nó kêu nha anh em nha, nó hót dữ lắm nè, thấy không, nó sợ. Đó.
đó thấy không? Thấy không, mình đụng cái là nó kêu cái con trống ngoài này hót, thấy không? Đấy đó, còn con này, con mái này chắc mình để, mình để anh em ơi, con mái này nó nhỏ mà nó cũng hay lắm, mình muốn để đi làm mồi á, đi làm mồi ấy, anh em. Mà mình ấy thì mình thích cái mái, mái nó mọng, nó mau mau mỏ hơn, nó nhiều nhiều miệng hơn, nó kêu, mái nó kêu về ấy, là mình đánh không phải là đánh đánh đục mà mái nó kêu bổi về nguyên một đàn luôn á, có khi năm bảy con chục con có khi có luôn á, là mình đánh bằng lưới rất là nhiều, răng lưới anh em nhé. Còn bẫy đấu thứ thì nó một hai con, có khi cả buổi được có một hai con à, nó không có bó mình đi ấy, anh em ạ. Có khi anh em mà thợ mà đi xa xa vài chục cây số mà đánh được vài con này nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đó. Rồi xin chào anh em nhé, để mình quay cái con kia cho ngày mốt mình chuyển cho anh em dưới Bà Rịa nhé. Anh này nhà Đồng Nai nhưng mà cái đi làm công tác ở Bà Rịa, gửi Bà Rịa luôn, đẹp luôn. Đấy, con này to, hôm bữa mình để trong cái lồng tròn á, là lồng lồng trà màu á, mà cái lồng trà màu bây giờ mình nhốt trà màu rồi, bây giờ mình để ra đây. Đó. Mình với cái bạn Zalo với anh xong tí nữa mình gửi cái video này cho anh ấy. Con này mới thay lồng xong nhá, nó chưa có hót đâu. Năm ngoái nó hót dữ lắm. Tính ra được 6 7 tháng rồi. Bỏ cái lồng này nó muốn lấy luôn. Này, con này đẹp to. Đúng là con này rất to, rất đẹp luôn. Cái này con này hồi đó anh Quảng Ngãi đặt mà cuối cùng mình chuyển không được, dính dịch á. Nó 6 7 tháng thôi. Bỏ ở đây nó gần gần sát gần đụng nó mới sợ nha, còn nó hót dữ lắm á. Anh em cho ăn nó thì nó ấy thôi, còn nó đứng cỡ 1 m 2 m là nó hót ok. Đấy, bây giờ mình tránh xa ra để nó. Ừ.